Rồi em xin chào toàn thể mọi người và các bạn nhé. Em xin chào toàn thể các anh em. Hôm nay cơ sở bên em là cơ sở KC Văn Hoàng. Em hôm nay xin gửi đến anh em và mọi người một cái dòng máy 12 sò 30 GPT. Loại này em đã test thử sử dụng rất là ok và hiệu quả. Dòng là dòng máy mới, chạy rất là bền và khỏe. Cái dòng máy này nó có cái ưu điểm rất là hay, đó chính là nó chiếc máy này sẽ có 3 lốt chỉnh nhé, 3 lốt chỉnh và hai đầu da vợt và mát. Dòng máy này dòng máy tầm trung, phù hợp cho các bạn đánh bộ chuyên nghiệp hoặc là mới chơi, với dòng này rất là bền, không bị chập chờn, phù hợp cho các anh em đánh chuyên nghiệp hoặc là mới sử dụng đều được. Đây, về chiếc máy thì sẽ giới thiệu cho các bạn. Thứ nhất là cái chiếc máy này nó có hai cặp bình acquy. Dòng máy này là dòng máy của cơ sở bên mình thiết kế làm lên chiếc máy này, và toàn bộ những cái linh kiện phụ kiện là mình lấy tại đại lý đặt tại công ty Việt Nam, hàng chất lượng nhất có thể, hàng Việt. Như cái cặp bình này các bạn thấy là một cái cọc đỏ và một cọc xanh là kiểu của Việt Nam, có cái kẹp đỏ và đen là của Trung Quốc. Kẹp này kẹp kẽm của Việt Nam. Dây là dây 4 chấm, dây to. Dây nguồn của nó dây 4 chấm. Dây nguồn của chiếc máy này là dây 4 chấm nhé. Và có một bộ cò bóp này. Máy đằng này có một cái quạt gió lạp mát. Trên mặt máy nó điều khiển là 3 nút điều khiển. Một nút đen, một nút đỏ. Nút đầu tiên nút áp, nút hai nút sung, nút ba độ rộng. Dòng máy này vượt trội hơn là những cái dòng máy khác là nó ba nút điều khiển, là chạy ba nút điều khiển. Còn những cái dòng máy thông thường ấy thì người ta sẽ lắp là một nút điều khiển thôi. Các bạn điều khiển nhiều lúc là chúng ta không có thể, không phù hợp cho các anh em chuyên nghiệp. Các anh em chuyên nghiệp thì thường họ rất cần những cái dòng máy đánh cá nó lên đẹp mà không bị phải mò, không bị chết trong hang, đánh lươn chạy các thứ. Ba nút điều khiển thì cho ra chúng ta một cái dòng máy là sử dụng rất là nhiều chế độ, chúng ta có thể điều khiển được con cá nó lên mức độ nào, lỗi mức độ nào, và những cái dòng lươn hay chạch hay ếch nó có thể chui được ra khỏi hang ở mức độ nào. Trên nắp máy có tem bảo hành và hướng dẫn sử dụng KC Sông Công, số điện thoại này là trên năm máy luôn. Đây là một cái tem của hãng có chữ các cái hướng dẫn sử dụng ở đây, không chuẩn vật, có tải mới kêu máy thoáng mát này, không vặn quá cao này, không ép máy này, dùng máy vui vẻ, chưa cho dùng máy vui vẻ. Là số điện thoại này thì các bạn liên hệ số điện thoại này đặt hàng nhé. Mình là Văn Hoàng, mình ship toàn quốc. Địa chỉ nhà mình ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Bao ship toàn quốc cái dòng máy này, mình ship COD. Các bạn nhận được hàng, các bạn được kiểm tra hàng, các bạn thanh toán tiền cho shipper. Bên mình thì mua bán nói chung là mong được anh em thật tình mua hàng, tránh những cái trường hợp là anh em bom hàng của mình nhé, của em nhé. Vì là nói chung là cái nghề này ấy, thì em cũng chỉ làm một cái đam mê thôi. Nhiều anh em hỏi tại sao em không tháo lắp máy bằng cái máy bắn vít, bởi vì cái máy bắn vít nó sẽ làm trần gen nhanh hơn và nó sẽ làm chét hết cái đầu ốc lại, nên em vặn thủ công bằng tay. Dòng máy này nó rất là nhẹ,
Chiếc máy này là cực kỳ nhẹ các bạn nhé, nó rơi vào khoảng độ khoảng 250 gram 300 gram gì đấy, nói chung là rất là nhẹ, nhẹ ăn kích cơ rất là nhiều, các bạn đánh bộ là thoải mái không sợ nó lưng. Mình mở chiếc máy ra thì nội thất của cái dòng máy này các bạn có thể thấy thiết kế cực kỳ chắc chắn, đẹp và rất là bền. Bền ở chỗ này các bạn nhìn những cái nút điều khiển bằng đồng, những cái nút này điều khiển bằng đồng hết, không có cái là bằng nhôm. Cái volume này, cái volume đồng này nó sẽ bền hơn volume nhôm và nó vặn theo cái nhịp nào nó đi nhịp đấy, nó không bị chập chờn hoặc là nó không vặn lúc được lúc không. Máy chạy rất là êm, dây dọ thiết kế rất rõ ràng hình mặt, kể cả cái ốc bắt, các bạn nhìn thấy cái ốc bắt dây ra vợt ấy, nó cũng bằng đồng hết, nó không có cái là bằng nhôm. Các bạn bắt điện ra vợt nó đảm bảo cái điện phóng ra của chiếc máy là đạt 100%, nó không bị, tức là cái ốc này mà nó kém ấy, bằng nhôm ấy, thì sau này khi chúng ta bắt dây ra vợt ấy, thì nó hay bị chập chờn lúc được lúc không, nói chung là đánh cái máy nó rất là kém. Vậy nên bên mình là thiết kế bằng đồng hết toàn bộ nút chính này, và cái ốc ra vợt bằng đồng mà hàn trực tiếp, hàn trực tiếp ở đây, máy ra điện rất là khỏe. Đồng máy này thì chạy quạt là quạt tự động, khi các bạn bấm thì quạt nó quay, còn không bấm thì quạt nó tự ngắt đi. Biến áp là biến áp có tem bảo hành, biến áp quấn bằng dây đồng, đồng lá, biến áp lầm, có hai cái miếng nhôm tản nhiệt, bao gồm là mỗi một bên công suất này, công suất này là 12 mosfet, mỗi một bên miếng nhôm này là có 6 con sò công suất, mosfet công suất, mosfet nó mạnh hơn sò các bạn nhé. Các bạn nên chú ý là dòng mosfet này nó sẽ mạnh hơn sò rất là nhiều. Những cái dòng máy này nó 12 con mosfet, nó sẽ tương đương với tầm nhân 3 lần con sò lên, 12, 24, chắc tương đương tầm máy 30D đấy. Cái dòng máy này chạy biến áp máy cách ly, các bạn chập vợt không sợ chết máy, và máy đảm bảo cho các bạn cái phần hao điện của nó ở mức trung trung, không hao quá mà cũng không tốn quá, để cho chiếc máy này nó hoạt động trong cái thời gian liên tục. Nhờ anh em đánh lươn, đánh chạch hay đánh cá, anh em làm nghề đấy, anh em đánh liên tục, bấm liên tục thì cái biến áp cách ly này trong cái chiếc máy này là nó hoạt động cho chiếc máy là không bao giờ anh em sợ bị lịm máy, bị chết máy. Và anh em chập vật vào nhau là không bao giờ sợ bị cháy máy hoặc là bị dừng máy. Như dòng máy này có 4 tụ. 4 tụ này là tụ hàng KMH 450V, 470F, chịu là 105 độ C. Tụ hàng chất lượng. Tụ này có hai tụ to và hai tụ nhỏ. Hai tụ to này là mình thiết kế là nó giữ được cái điện trong máy lúc nào cũng rất là khỏe, không bị yếu điện hoặc là khi bình nó kém nó không bị tụt điện đi. Và hai cái tụ nhỏ này thì cho cái máy nó hoạt động là hai cái tụ nhỏ này thì nó hoạt động là như thế này, nó làm cho điện ra rất nhanh và nhạy. Khi các bạn đánh cái máy này bấm phát là hầu như điện lúc nào cũng nhạy và nhanh, không phải thử nữa, không phải thử mà bấm là ăn hết đấy. Dòng máy này thì mình lắp 3 con IGBT. Những cái dòng máy thông thường trên thị trường ấy thì người ta chỉ lắp 1 đến 2 con IGBT thôi. Thế nhưng mà nếu như lắp 1 đến 2 con IGBT thì lại rất khó khăn cho anh em đánh vào nước đục, nước nhiễm tạp chất và nước mặn, nước lợ, nước phèn. Thì mình đã lắp 3 IGBT thì chiếc máy nó sẽ đảm bảo cho anh em hơn, đánh cả ngọt, cả lợ, cả phèn, đánh tất cả các vùng nước, ngọt, lợ, phèn, đục, mặn, trong đều đánh được. Những cái lúc mưa xuống ấy thì anh em biết rồi, hầu như là nước đục ngầu. Máy phải đảm bảo công suất
điện đánh ra cá và điện cái máy nó hoạt động nó mới mạnh. Nhìn chữ máy rất là chất lượng, đảm bảo. Dòng máy này mình bán hàng mình có bảo hành cho các bạn từ 3 tháng đến 6 tháng. Mình sẽ test máy. Ở đây mình sẽ sử dụng 4 chiếc bóng đèn 200W là 800W và một cái bình rất là nhỏ mini, bình cực bé. Cái máy này thì các bạn sử dụng bình 12V, bình nào cũng chạy được. Bình to thì là chạy được lâu, bình bé thì là chạy được ít. Các bạn dùng cái bình 30A, bình xe đạp điện ấy, thì các bạn sử dụng được khoảng 3 đến 4 tiếng. Nếu các bạn đánh trung bình và các bạn đánh liên tục thì nó rơi vào khoảng 3 tiếng. Có đầy đủ các chức năng, những chức năng chống ngược cực bình, chống chập vật, chống giật ngược cơ cấu. Cái máy này cầu bóp các bạn sờ thoải mái, không sợ giật, hay là các bạn đánh rơi nước cũng không sợ giật. Nó rất đảm bảo an toàn cho các bạn sử dụng. Bấm trên bờ vẫn kêu nhé. Như các dòng máy khác thì bấm không có kêu, phải có tải thì nó kêu, như dòng máy này của mình thiết kế là bấm trên bờ cũng kêu luôn. Bốn bóng. Chế độ băng khung. Thì mình xin hướng dẫn sử dụng cho các anh em sử dụng. Cái nút đầu tiên này là nút áp, nó là nút khỏe yếu. Đấy các bạn thấy không, khi mà mình không bấm nữa, mình nhả cò ra, mình không có bấm nữa thì là máy nó quạt, cái chiếc máy này tự ngắt, không gây tiếng ồn và không hao điện. Khi mình bấm quạt lại quay. Nút này là nút khỏe yếu, thì anh em nó là mức sâu lông. Nếu anh em đánh lươn thì anh em lươn chạch, ếch thì anh em đánh đông, thì anh em chỉ để mức 3, mức 4 thôi. Anh em đánh lúc nào con lươn con chạch nó cũng hiệu quả, nó nhòi ra khỏi hang, nó lên đẹp. Của anh em vặn quá cao như thế này, đánh con lươn, con chạch hầu như là nó bị ngất hoặc nó không kịp ra khỏi hang. Như anh em đánh rô phi thì anh em để cao hết cỡ được. Anh em đánh cá trắng anh em để mức trung trung. Còn cái nút này là nút băm sung, để theo chiều kim đồng hồ thì là kịch chiều kim đồng hồ là nó tắt băm sung, ngược chiều kim đồng hồ nó sẽ băm sung. Băm sung thì đánh cá trắng nó sẽ lên đẹp hơn, mà lươn chạch nó sẽ lên đẹp hơn là không băm sung, nổi đẹp hơn. Còn cái này là cái nút điều khiển cái mức điện nó phóng xa hay rộng. Vặn theo ngược chiều kim đồng hồ thì là điện nó thu hẹp lại ở mức trung trung. Của anh em vặn cùng chiều kim đồng hồ thì điện nó phóng rất là rộng, tối đa của chiếc máy. Đấy các bạn, khi mình điều khiển nút này là bóng đèn điện ra là tối sáng giảm đi có rõ ràng. Vậy nên chiếc máy này nó phù hợp cho các anh em đánh chuyên nghiệp và sinh viên đều biết sử dụng, rất dễ sử dụng và điều khiển đa năng cực kỳ hiệu quả. Mình giao hàng bao ship toàn quốc với bưu điện. Miền Bắc rơi vào 2 hoặc 1 ngày, còn miền Nam, miền Trung mình vẫn có giao rơi vào 3 đến 4 ngày.